Xin kính chào quý anh chị các bạn, chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với kênh video của em Hương. Hôm nay em lại giới thiệu cho anh chị với 4 mẫu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ và từ Nhật anh chị ạ. Em sẽ giới thiệu cho anh chị với những cái đồng hồ mức tầm giá sẽ hơi cao hơn một chút nhé anh chị nhé. Và đây là một mẫu đồng hồ T-Shock dòng Daydate anh chị ạ, dòng Powermatic 80 nhé anh chị nhé. Một bộ máy mà em cũng đã giới thiệu trên kênh của em rồi. Và bộ máy này thì sẽ phù hợp cho những anh em nào có chu vi cổ tay tầm trung và to. Thế anh chị thấy là một dòng sản phẩm được thiết kế với đầy đủ lịch ngày tại vị trí gần 12 giờ này, lịch ngày tại vị trí 6 giờ. Đây là bên trên này thì anh chị thấy có dòng chữ Powermatic 80. Đây là bộ máy có độ tích chiết cốt của đồng hồ lên đến 80 giờ nha anh chị nhé. Cọc giờ của sản phẩm thì anh chị thấy là những cọc giờ kim loại gắn nổi trên mặt đồng hồ này. Cách giữa các cái cọc giờ thì anh chị thấy là những cái hình khối được nổi lên anh chị ạ. Và nó được thiết kế rất là đẹp luôn, tạo nên một sản phẩm thiết kế rất là nổi bật và cuốn hút người mắt nhìn. Sát viền ở đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ nhé. Tại vị trí 6 giờ thì anh chị thấy có chữ Swiss Made. Ở đây đây là bộ máy của Thụy Sĩ anh chị ạ. Viền bên trên được mạ bóng này, mạ PB màu vàng này, núm chỉnh cũng có logo chữ T và cũng được mạ PB màu vàng luôn. Và đây anh chị thấy là hai bên này được cắt vát thiết kế rất là đẹp này, giữa phay xước và mạ bóng. Viền bên cạnh này cũng vậy anh chị ạ. Dây thiết kế với 5 đường chỉ nhé. Và anh chị thấy là kết nối giữa các cái đường chỉ phay xước là những cái đường chỉ vàng, thiết kế nhỏ gọn hơn, thanh mảnh hơn. Và dây của đồng hồ thì thiết kế khá là to, một sản phẩm được thiết kế mang cảm giác rất là khỏe khoắn luôn. Đây là khóa của đồng hồ anh chị ạ, là khóa bướm nhá. Bên này cũng có chữ T-Shock 1853 ở đây. Em sẽ mở đáy sau để cho anh chị tham khảo. Với dòng này thì đáy sau là đáy hở kính nhá anh chị nhá. Đây là bộ máy của đồng hồ đây anh chị ạ. Anh chị thấy là bộ máy đồng hồ được thiết kế rất là đẹp luôn. Độ chống nước của sản phẩm là 13 là 100 mét nước nhá. Phiên bản kính sapphire. Sản phẩm của tập đoàn T-Shock và dây thân viền vỏ là thép không gỉ kèm theo số series của sản phẩm. Đây là mặt sau của dây nhá. Anh chị thấy là dây được thiết kế với bộ mắt khá là lớn luôn. Và với máy của sản phẩm này thì là dòng đồng hồ Powermatic 80 với mã máy của sản phẩm ở đây là C07.111. Đây là bộ máy T-Shock Caribe Powermatic 80 anh chị ạ. Máy này thì được ra mắt vào năm 2011 nhé anh chị nhé. Bộ máy này thì anh chị thấy là có sự cải tiến rất là nhiều về độ tích chiết cốt của đồng hồ, mang đến lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm này anh chị ạ. Thì anh chị thấy là đồng hồ T-Shock, và với những dòng đồng hồ T-Shock thì anh chị đã biết rồi, độ tích chiết cốt của đồng hồ lên tới khoảng 38-40 giờ anh chị ạ. Nhưng mà hiện tại thì độ tích chiết cốt của sản phẩm này đã được cải thiện lên đến 80 giờ nhé anh chị nhé. Và lịch của sản phẩm ở đây thì anh chị thấy được thiết kế rất là đẹp luôn. Em sẽ đo size mặt để cho anh chị tham khảo. Size 40,6 mm. Bề dày của sản phẩm là 11,3 mm nhé. Em nên chu vi cổ tay 16 để cho anh chị tham khảo luôn. Với sản phẩm này khi nên chu vi cổ tay 16 của em thì nó hơi nặng anh chị ạ. Nên là em thấy sản phẩm này sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay to một chút. Hoặc là anh em nào có chu vi cổ tay tầm khoảng 16 nhưng mà mình có thể đeo được những cái dòng sản phẩm thiết kế khỏe như thế này. Thiết kế rất là to và khỏe. Máy thì có đầy đủ chức năng nên có tự động, chức năng có tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm với mức giá là 8 triệu nha anh chị nhé. Với mã là 6/5. Và mã của sản phẩm ở đây em đọc mã quốc tế để cho anh chị tham khảo luôn là T035.407.22.01101 nha anh chị nhé. Và hiện tại ở các hãng lớn thì họ đang bán với mức giá là trên 20 triệu. Và em đang order về cho anh chị với mức giá cực kỳ tốt luôn, mức giá dưới 10 triệu. Thế anh chị đã đặt sản phẩm này thì cứ báo sớm giúp em nhé. Một mẫu dòng đồng hồ Powermatic phiên bản kính sapphire. Máy rất là tốt rồi, độ tích chưa cót đến 80 giờ anh chị ạ. Mẫu tiếp theo nữa mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này cũng là một mẫu đồng hồ Seiko Preset. Mẫu đồng hồ được thiết kế rất là nổi tiếng luôn. Dòng đồng hồ này thì em thấy đánh giá mặt đồng hồ thiết kế rất là đẹp này. Mặt bên trong là mặt xanh và đây là mặt xanh lục bảo. Đây là phiên bản mặt hơi sần anh chị ạ. Một sản phẩm mang đến sự khỏe khoắn và cách đổi mới trong thiết kế của sản phẩm anh chị ạ. Kim của đồng hồ thì anh chị thấy là sẽ có một kim power reserve. Mức độ tích chữ cốt của đồng hồ lên đến hơn 40 giờ nha anh chị nhé. Có một sắp đai hở hiển thị lịch ngày tại vị trí 6 giờ anh chị ạ. Đây là phiên bản made in Japan nha anh chị nhé. Tại vị trí 12 giờ thì cũng có chữ Seiko preset và automatic này. Cọc giờ của sản phẩm được thiết kế là cọc kim loại gắn nổi ở trên mặt đồng hồ. Đây là một phiên bản em thấy đánh giá thiết kế cũng rất là đẹp anh chị ạ. Viền bên trên và bên cạnh đều được mạ bóng. Đối với sản phẩm này thì em thấy là nó thiết kế cũng khá là dày nha anh chị nhé. Mặt đồng hồ thiết kế khá là sâu. Đây là núm chỉnh tại vị trí 3 giờ cũng có logo chữ S này. Đây là logo rất là quen thuộc của dòng preset. Dây thiết kế với 5 đường chỉ và 2 đường chỉ ở đây là đây đường chỉ bóng này. Thiết kế mỏng hơn, mắt thì thép đúc nguyên khối luôn anh chị ạ. Đây là khóa này, cũng là khóa bướm nha anh chị nhá. Em sẽ chiếu đáy sau để cho anh chị tham khảo luôn. Đáy sau của anh chị thấy ở đây là cũng khoác vài thông số như là Seiko Time Corporation ở đây. Máy của sản phẩm là 4R57A nha anh chị nhá. 29 chấn kính, tần số dao động vẫn 21.600 nhịp một giờ anh chị ạ.
kèm theo số series của sản phẩm này. Kính của sản phẩm là phiên bản kính sapphire, máy của đồng hồ được lắp ráp trực tiếp tại Nhật nhé anh chị nhé. Sản phẩm của tập đoàn Seiko này. Đây là mặt sau của dây, thiết kế rất là nhỏ gọn và thanh mảnh luôn. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo. Size 41,8 mm. Bề dây của sản phẩm là 14,3 mm nhé anh chị nhé. Em nên chu vi cổ tay 16 luôn. Với sản phẩm này khi nên chu vi cổ tay 16 của em cũng được anh chị ạ. Nên nó sẽ phù hợp với anh em là có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở lên nhé. Đối với sản phẩm này thì anh chị sẽ thấy là nó sẽ thiết kế sẽ hơi dày. Và phiên bản kính của đồng hồ thì nó hơi cong một chút anh chị ạ. Nó không phải là kính phỏng hẳn. Nhưng anh chị yên tâm trong quá trình anh chị sử dụng thì đối với kính này là kính sapphire rồi. Nên anh chị không phải lo về độ chống xước của sản phẩm nữa. Và sản phẩm này với mã quốc tế của nó là SSA397G1 nha anh chị nhé. Với mã của sản phẩm ở đây là 7/5. Em đang để sản phẩm mức giá là 7,8 triệu nha anh chị nhé. Thế anh chị nào đặt sản phẩm này thì cứ inbox sớm giúp em một mẫu đồng hồ sapphire đến từ Nhật. Và đối với sản phẩm này thì là em thấy là độ tích chữ code của đồng hồ cũng rất là tốt rồi. Độ sai số cũng cực kỳ tốt luôn. Máy có đầy đủ chức năng lên code tự động, chức năng code tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ. Và kèm theo đấy là có một sắp đồng hồ Power Reset là hiển thị kim năng lượng của sản phẩm luôn. Mẫu tiếp theo nữa mà em cũng muốn giới thiệu cho anh chị nên là dòng đồng hồ Seiko Premier, dòng máy automatic. Máy của sản phẩm ở đây thì là máy 4R39 anh chị nhé, là bộ máy rất là quen thuộc. Mặt đồng hồ được thiết kế cực kỳ đẹp và ấn tượng luôn, rất là nổi bật cả về màu sắc của sản phẩm, cả về hình dáng của sản phẩm và những cái chi tiết mà hãng đã điểm cho cái sản phẩm này anh chị ạ. Có một sắp đai ở 24 giờ tại vị trí 10 giờ này. Kim của sản phẩm thì cũng có 3 kim. Và anh chị thấy kim được thiết kế vót nhọn rất là đẹp này, rất là cổ điển luôn. Kim là kim đen anh chị ạ. Nhưng chị chiếu theo nhiều hướng khác nhau thì màu sắc của kim cũng ánh cực kỳ ấn tượng luôn. Cọc giờ của sản phẩm thì anh chị cọc nẻ thì là cọc giờ nhé, còn chẵn thì sẽ là vạch số 5 mã anh chị ạ. Và vân unice của sản phẩm này thì anh chị thấy được thiết kế theo hình giải quạt và với những cái vân lớn vân nhỏ thiết kế tỏa ra xung quanh anh chị ạ. Và anh chị thấy là thiết kế tại những cái vị trí cọc giờ thì nó sẽ cách nhau, tại những cái khoảng giữa hai cọc giờ thì anh chị thấy nó thiết kế sẽ nõm xuống và sẽ có vân unice của sản phẩm ở trên đấy anh chị ạ. Một sản phẩm mà mang đến một kiểu dáng thiết kế cực kỳ khỏe luôn và rất là sinh động trên bộ máy của đồng hồ. Đặc biệt là có một sắp dial ở hở máy tại vị trí 9 giờ này nữa. Cũng có chữ Seiko tại vị trí 3 giờ này, Premier Automatic tại vị trí 6 giờ. Và đặc biệt là phiên bản này là phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật nhé anh chị nhé. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ, anh chị thấy là núm chỉnh cũng được thiết kế cực khỏe luôn. Và sản phẩm này thì tất nhiên là sẽ phù hợp với anh em là có chu vi cổ tay tầm trung và to một chút. Tại vì là anh chị thấy là thiết kế dáng của sản phẩm được thiết kế vòm luôn, dây thiết kế sẽ vòm luôn theo cổ tay nhé anh chị nhé. Đặc biệt là những anh em nào có bề ngang cổ tay to một chút thì khi anh chị nên sản phẩm này thiết kế cũng rất là đẹp, cũng rất là vừa vặn luôn anh chị ạ. Dây của đồng hồ được thiết kế là dây da bò dập vân cá sấu này. Khóa của đồng hồ thì là khóa bướm rồi, cũng dập chữ Seiko này, khóa màu trắng. Đáy sau của sản phẩm này thì anh chị thấy là đáy hở kính nhá, cũng khác một vài thông số như bộ máy là 4R39A này, 24G-Well là 24 chấn kính. Kính của sản phẩm là phiên bản kính sapphire, kèm số series của sản phẩm, chống nước là 100 mét nước. Phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật anh chị ạ. Mặt sau thì cũng có dập chữ Seiko. Size dây của đồng hồ là size dây 22 nhé. Em sẽ đo luôn size mặt và nên tay cho anh chị xem luôn. Size ở đây là 42,2 mm. Bề dày của sản phẩm là 12,5 mm anh chị ạ. Khi em lên chu vi cổ tay 16 thì anh chị thấy là nó cũng hơi to một chút anh chị ạ. Thường thì dây mới nó sẽ hơi cứng. Khóa của sản phẩm là khóa bướm nữa, khi anh chị đeo sản phẩm này thì cũng rất là đẹp luôn. Và sản phẩm này thì em thấy là cũng sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở lên nhé. Cũng rất là dễ đeo. Hiện tại thì em đang để sản phẩm này với mức giá là 7,4 triệu nhé anh chị nhé. Với mã là 8/5 anh chị ạ. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là SSA373G1 nhé anh chị nhé. Bộ máy 4R39A. Sản phẩm này thì bên em cũng đã về rồi và cũng chỉ có một chiếc thôi. Đợt này thì bên em cũng về thêm với sản phẩm này và nó cũng chỉ có một chiếc thôi. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm này thì inbox sớm giúp em nhé. Phiên bản kính vẫn là phiên bản kính sapphire luôn. Và đối với mẫu này thì em thấy là thiết kế đặc biệt là ấn tượng và thiết kế cũng rất là mới lạ luôn, rất là hiếm gặp với những dòng sản phẩm như thế này. Sự phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay to một chút, khỏe một chút. Và em đang để với mức giá là 7,4 triệu nhé. Tiếp theo nữa mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong series này là một mẫu đồng hồ Orient đến từ Nhật. Và với phiên bản này thì cũng là phiên bản kính sapphire. Mẫu này thì em đánh giá nó cũng rất là tốt, cũng sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm trung và to. Và với sản phẩm này thì đây là dòng Small Second anh chị ạ. Là một dòng cũng rất là nổi tiếng rồi. Và dòng này thì cũng rất là dễ đeo nhé anh chị nhé. Trên mặt đồng hồ là mặt màu xanh tím than anh chị ạ. Nó có vân unice của sản phẩm ở đây.
Van Uniche thì em thấy được thiết kế nó cũng không quá mạnh. Kim cọc giờ của sản phẩm thì cũng đều có dạ quang nhé. Và dạ quang của cọc giờ thì nó sẽ thiết kế ở chấm ngoài này như chị ạ. Và vạch ngoài này là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ này. Sẽ có một sắp dial open hood tại vị trí 9 giờ. Và kèm theo đấy là sắp dial kim giây tại vị trí 6 giờ này. Kim giờ và kim phút thì không đồng trục với kim giây nhé. Cũng có logo chữ Orient Automatic ở trên mặt đồng hồ. Và phiên bản này cũng là phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật luôn anh chị ạ. Mặt đồng hồ thì anh chị thấy là thiết kế sẽ có hai nòng anh chị ạ. Nòng ngoài thì anh chị thấy là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ này. Nòng bên trong thì sẽ có sắp đai ở kim giây và có ô cửa sổ open hood. Viền bên trên được mạ bóng này, viền bên cạnh cũng vậy anh chị ạ. Dây của đồng hồ được thiết kế là thép đúc nguyên khối nhé chị nhé. Với bộ mắt của đồng hồ đây thì thiết kế khá là gọn gàng. Chất thép ở đây thì cũng là chất thép phay xước luôn. Đây là tag made in Japan. Có tag, có kèm tag là khuyên là kính sapphire nhé chị nhé. Đây là khóa này, cũng có chữ Orient và dập logo. Đáy sau của sản phẩm này thì là đáy hợp kính anh chị ạ. Và em sẽ chiếu luôn bộ máy để cho anh chị tham khảo này. Bộ máy là F6S22, máy của Nhật. Cũng có logo chữ Orient luôn. 24G-Well là 24 chấn kính anh chị nhé. Và phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật. Chống nước của sản phẩm ở đây thì là 50 mét nước. Với những dòng sản phẩm 50 mét nước thì anh chị đi mưa rửa tay bình thường giúp em. Với sản phẩm này thì không nên bơi anh chị ạ. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo nhé. Size ở đây là 41,3 mm. Bề dày của sản phẩm là 11,2 mm nhé. Em nên chu vi cổ tay 16 luôn. Với sản phẩm này khi nên chu vi cổ tay 16 của em thì cũng rất là vừa vặn, rất là dễ đeo. Nên anh nam nào có nhu cầu đặt sản phẩm này thì cứ inbox sớm giúp em nhé. Một phiên bản kính sapphire. Máy thì có đầy đủ chức năng có tự động, chức năng có tay và chức năng dừng kim giây khi chỉnh giờ. Và đối với sản phẩm này thì nó sẽ không có lịch ngày và lịch thứ anh chị ạ. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm này với 9/5. Với mức giá là 4,3 triệu nha anh chị nhé. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là RAAR0003L00C anh chị ạ. Một mẫu đồng hồ thiết kế cực kỳ đẹp. Size mặt thì tầm trung. Kính sapphire dành cho những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở lên. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 4 mẫu đồng hồ đến từ Nhật và từ Thụy Sĩ. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm nào thì cứ inbox sớm qua Zalo bên em là 0868684699 anh chị nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp anh chị ở trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.